Xin chào. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Tâm đây. Và ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi đến gọi là những bữa ăn hàng ngày của chúng tôi sẽ là ăn những cái gì và ăn như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến bắt đầu nhé. Và đây là bữa ăn hàng ngày. Gồm có thịt gà, trứng và rau cải. Vậy đấy, bây giờ tôi sẽ bắt đầu chinh chiến nhé. Vâng, đúng như các bạn thắc mắc. Cuộc sống chúng tôi là một ngày hai bữa ăn cơm đều đặn và một bữa ăn phụ. Chúng ta mua một cân gà, số giá là 4.000 đồng, 4.000 won, 80.000. Nhưng mà tôi mua 20.000 won, 6 won, nên nó sẽ giảm bớt một phần. Và cần thêm một ít gừng. Thank you.
và đây là muối của Việt Nam. Máy đã còn muối đấy. Hàng Việt Nam tiếp. Mặc dù chúng tôi không nhận được. Tiếp theo tới làm sao dỗ, các bạn thấy biết rau này là rau gì không? Đây là rau cải. Cải này là cải ngọt. Cải mình nó sẽ nhỏ hơn nè. Rửa sao bên này thì nói chung là nó sẽ rẻ hơn thịt lợn. Thì thịt lợn bên này rất đắt, anh em có bao nhiêu tiền phí không? Nếu mà tính sang được tiền Việt Nam thì nó phải rơi vào khoảng hơn 200 ngàn một ký. Thế thì nó đắt đúng gấp đôi luôn. Thế là chúng tôi quyết định mua chuyển sang cái gà để ăn. Là cố gắng review những cái cuộc sống bên này cho anh em xem, bởi vì bên này cuộc sống nó thực sự thì nó cũng hiện đại nhưng mà nhiều phần nó cũng mình cũng không hiểu gì được.
mình. Một cây của nó là xúc xích các bạn, xúc xì dán mà thằng bạn tôi nó dán trái đen gì. Sẽ đập trứng gà vào đây nhé. Trứng gà bên này cũng khá là tôi mua hết 70.000 thì được 20 quả trứng gà, anh em thấy thế nào? 30 quả trứng 20.000 trứng gà bên này rẻ hơn trứng gà Việt Nam nhiều. Anh em nào mà ăn được trứng từ đâu cho ít muối, ít mì. Và bây giờ ta sẽ bắt đầu nấu gà nhé. Thì nó gần như là xong đấy. Bây giờ ta chắc gồm em thấy vui quá, vui. Anh em thấy cuộc sống bên này sang chảnh cái kiểu như ở Việt Nam mình không? Nếu mà anh em cảm comment cho tớ. Bây giờ nó kết hợp cả hai thứ một lúc luôn.
xem. Em bây giờ chưa? Đấy. Vào. Chung thì thế là do thì cả con nước đây chờ xong rồi để bắt ra và cũng đang chờ cho nó chín. Đây anh em ạ, là rau rau em thấy sôi không? Và bây giờ tôi sẽ bắt ra để tôi rán trứng. Và sau đây thì trứng sẽ rán, cơm sẽ chín và chúng tôi sẽ review lại bữa ăn của chúng tôi, xem chúng tôi ăn như thế nào và ăn nhiều đến mức độ như thế nào.
thì anh em phải chú ý ủng hộ chúng tôi bằng cách là chúng tôi cảm thấy rất là hân hạnh và vui các bạn đồng hành và ủng hộ. Thì những video tiếp theo thì mong anh em sẽ ủng hộ. Xúc xích mình xúc xích chế đen tròn này. Mình dán trứng. Trứng nào dán trứng nào. Nước ra bên này nó rất chỉ là khó chịu nha. Nó không được nước để nó nằm yên chỗ. Sắc anh em. Thịt gà đấy. Anh em thấy phê không? Phê quá. Quá phê. Thơm lắm anh em. Tôi nghĩ là anh em phải ủng hộ tôi đấy. Trứng này dán này kiểu chuyên nghiệp này. Đẳng cấp mafia anh em. Thế mới lại gọi là chất. Nhìn chung này anh em ạ. Chiếc này có đẹp ạ. Thật đẹp không ạ. A ham.
trứng rán của tôi một lần. Ngon luôn. Ẩn cửa thế. Chứ những người mà ăn rồi mới cảm nhận được. Nó ngon đến từng. Anh em thấy sao? Nhớ like share nhé. Đây nè. Vâng, và bữa cơm của chúng tôi cuối cùng tôi đã hoàn thành xong thì đây bữa cơm của chúng tôi đây. Và cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em ngày